Chào anh chị các bạn, hôm nay mình làm một video clip hướng dẫn anh chị các bạn cách mình sử dụng cái thuộc tính sản phẩm trong WooCommerce, nghĩa là cái này mình có thể làm được cái gì. Ví dụ như bên cái phần thời trang thì mình có thể tạo ra sản phẩm của mình sẽ có là về màu sắc và kích thước, kích cỡ. Ví dụ sản phẩm này người ta có thể là mua theo màu, như mua cái váy này, cái đầm này màu đỏ và size L chẳng hạn. Ví dụ size em XL thì mình bán giá khác và size M mình bán giá khác, có nhiều giá hơn này, và người ta có thể mua, người ta có thể chọn theo theo màu, theo size nha. Có thể làm được việc đó thì trước hết phải có cái tài khoản quản trị trong web, tài khoản là cao nhất là admin nha. Đó. Đăng nhập vào trong quản trị của website nha. Sẽ làm đây. Rồi, đầu tiên mình sẽ định nghĩa ra các thuộc tính của sản phẩm mình cần có cái đã. Đầu tiên mình nghĩ trước, mặc nhiên không có các thuộc tính đây. Mình sẽ tạo ra thuộc tính đầu tiên, mình tạo ra màu. Màu sắc ha. Rồi, tiếp. Rồi, tiếp theo mình tạo tiếp ra là size. Giống hai hai group vậy đó. Trong hai cái này sẽ có gì, màu sắc sẽ có màu gì, trong màu sắc này sẽ có màu gì, mình tạo cho mình là màu đỏ đi, đỏ như mới màu sắc. Ở đây mình coi mở rộng có gì hay không, tại vì ở đây mình nhớ là cái màu này có cho mình chọn màu nữa. Không có, cái này mình thấy đây, từ từ mình sẽ tìm cách mình cho mình chọn màu ha. Màu đỏ rồi màu trắng đi, ví dụ đi. Màu vàng, màu hồng. Ví dụ mình có ba màu nha, tạm thời ha. Còn thêm nữa mình sẽ thêm ha, thêm nữa mình sẽ thêm. Rồi sau đó tiếp theo mình làm màu xong ha, tạm thời mình làm demo như màu thôi. Rồi mình sau này mình sẽ làm tiếp, quay lại các thuộc tính mình sẽ làm tiếp cái phần size. Size thì mình sẽ có là size MCS nè, size M, rồi size L và size XL nha. Bao nhiêu đây, rồi nó xong rồi đúng không? Sau khi mình nghĩ định nghĩa xong rồi, tiếp theo mình mới vô phần sản phẩm. Mình đang sản phẩm bình thường nha, ví dụ mình lấy sản phẩm thứ nhất mình demo, đang cái sản phẩm mình đang bình thường nha, đang bình thường như bao sản phẩm khác, sản phẩm đơn giản rồi. Nhưng mà sản phẩm này thì mình sẽ cho nó gọi là sản phẩm có biến thể. Okay. Tiếng Việt là sản phẩm biến thể. Rồi sau đó mình sẽ vô các thuộc tính. Mình đã thêm và thêm ở đây mình chọn tất cả. Nếu mà sản phẩm này mình có đủ màu mình chọn, như mình có hai màu mình chọn đủ đủ những cái thuộc tính thôi, dùng cho nhiều biến thể nè. Đây cũng vậy, dùng dây nhiệm nếu mà đủ sang để vậy, lưu thuộc tính này lại. Xong xong ha. Xong thuộc tính rồi mới vô các biến thể. Đó, làm xong các thuộc tính nó quay biến thể nó mới có nghe. Đây mình có là thêm biến thể thì mình là tạo biến thể từ tất cả các thuộc tính đi. Nó sẽ tự động lấy ra. Ok. Nó ra cho mình đây. Đó. À. Rồi. Thì bây giờ cái nguyên tắc nó đầu tiên mình phải có các thuộc tính này trước, thuộc tính này phải có trước, và sau mới qua các biến thể mới đẩy nó qua được. Khi mình setup các thông số, hình ảnh, giá cả là đồng đông các tab và các biến thể, còn thuộc tính chỉ là để tạo ra thôi. Đó. Sau này ra hình hình màu đỏ là hình gì? Màu đỏ xanh là màu đỏ, xanh là
Ví dụ đây mình không có hình đúng này, mình sẽ lấy cái đại an màu đỏ xanh L giá bao nhiêu, màu đỏ xanh L giá bán là 300. Rồi màu đỏ xanh M, màu đỏ xanh M ví dụ nha. Màu đỏ xanh M giá bán 300. Mình giá. Rồi. Màu đỏ size, màu đỏ mình để size cái này đi, bán cũng là màu đỏ size S, bán 250 nha. Đó, ví dụ như vậy. Tương tự như mình làm hết những cái dưới nha, phải làm hết tất cả luôn chứ không phải là mà từ từ đỏ từ tất cả các cái luôn, làm hết đây mình làm mấy cái này cập nhật. Rồi view nó lên mình sẽ thấy là màu sắc mình chọn đỏ size L, phải thấy hình đổi theo và cái giá đổi theo nè, thấy không? Đó, màu đỏ size MS cái giá đổi theo, hình đổi theo luôn, mua hàng thì theo cái giá này luôn, giá dưới đây đó. À, rồi bây giờ mình sẽ làm đây có màu đi luôn chứ không chọn gì nữa, mình sẽ làm có màu đi luôn chứ không có chọn gì nữa. Để làm được cái chọn màu thì mình làm như sau nha. Rồi để mà làm có cái biểu tượng chọn màu chứ không chọn sổ xuống gì nữa thì mình cứ chạy lúc này vô qua để thôi và vào đi xanh sao qua folder mở này đây đó, cái này vô thì mình cài cái này vô, mình cài này trước cũng được, còn nếu mà không thích thì mình tới đây là đủ rồi nha. Cài mới thông thường nếu mà có cài sẵn thì thôi mình không cần cài nữa nha. Coi đúng cái không nghe, rồi này của thằng e đúng rồi, đúng này chứ cài lộn không, nó đúng. Rồi xong rồi mình sẽ kích hoạt nha. Rồi kích hoạt xong rồi mình tạm thời để yên nghỉ đi, khoan cấu hình đó mình ra mình cho review trước cái sản phẩm hồi nãy mình đây F5 đó là để coi thay đổi gì không. Nó ra cho mình này, đỏ ra màu ha, màu chữ thành chữ chứ không có ra màu nữa. Đỏ mấy cái này chéo chéo như là chưa có nè, chưa có cấu hình nè. Nó màu đỏ, xe mờ, nó dùng vậy nha. Nó ra chữ cho mình. Rồi đây mình sẽ fan. Ở đây mình cho nó là đây có thể mình cấu hình ra hình thông hình nè. Hôm nay là hình một kích thước bao nhiêu nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay vô cái chỗ là các thuộc tính nè. Đó, mình vô cái chỗ màu sắc. Mình chỉnh sửa. Rồi mình coi bên này, mình coi bên này mình thấy là nó lên là màu đỏ tên lên chữ chứ không có lên cái màu. Muốn lên cái màu á thì bây giờ mình phải vô cái chỗ sửa màu sắc lại nè, sửa. Và mình chọn lại cái loại là color cập nhật. Nhập rồi sau đó mới quay vô cái chỗ là các thuộc tính nè. Đó rồi mình mới vô cái trong phần màu sắc. Màu đỏ là màu đỏ rồi. Đó, mình cứ sửa màu đỏ lại. Là cái màu, chọn màu là màu đỏ ví dụ như vậy. Đó. Nên chọn là cái màu. Nè. Đó. Rồi. Rồi quay ra các thuộc tính. Rồi bắt lại cũng được, màu sắc. Rồi màu hồng.
Rồi chọn màu. Ê, mình chọn màu hồng ha. Đó, mình chọn một màu đó, màu hồng ha, đó. Đó, dọn vậy. Đó. Rồi này miếng mà lấy màu cũng chữ mình dùng copy mã màu bỏ vô. Tôi lấy đại ha, để demo. Lấy không đúng màu trắng. Màu. Rồi. Đó. Rồi nằm lại rồi. Nó ra nè. Đó. Rồi. Cái chỗ hình tròn tròn đó là mình xuống hình trong cái lúc win nè. Lúc win nãy mình cài một hình vuông, hình tròn gì đó mình chọn đây, vuông tròn ha, style này rồ mấy miếng mấy, còn không mình chỉ xài như đây thôi. Nó rào đây, nhưng mà chọn qua cái chỗ đây thì nó hình vuông, một hình tròn đó. Còn chọn qua cái loại bên này, ở bên này là hình tròn vậy thôi. Đó, tương tự vậy mình gắn cái kia mình thêm hình thêm đồ vô là nó sẽ ra thôi. Ra nghe giá thì để tôi trong khoảng này, còn size M là giá M nè, đỏ nè, size M cái giá này và S giá này. Mua hàng thì tự động nó sẽ đẩy vô cái giá, xem cái hàng thì đẩy vô cái giá này đúng cái giá. Vào sắc đỏ sao hết rồi. Rồi kết thúc video đây, hẹn gặp lại chị video tiếp theo.